của em thì cũng bình thường thôi anh, tiệm cận với nhan sắc của chị Cát Tường ở Thanh Bảo một chút. Quen nhiều quá nó bị nhờ nữa chị. Rồi xin mời chàng trai. Mời chàng trai của cặp đôi đầu tiên xuất hiện. Mời bạn ngồi. Xin chào bạn. Dạ chào Linh. Lớn lên nào. Dạ xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Trần Châu Tuấn, năm nay 31 tuổi. Phan Trần Châu Tuấn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ nhất bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ, em chào quý vị khán giả và hai MC. Chào dạ, em có dạ. Thể tự giới thiệu về mình, em tên là gì, bao nhiêu dạ. Tuổi? Em tên là Thủy Tiên ạ. Năm nay em 30 tuổi ạ. 30 tuổi? Dạ. Trời ơi, 30 tuổi gì mà nhìn nhí, chị tưởng là chừng 22, 23 tuổi thôi chứ. Tư sừng làm nghé chị. Rất là xinh. Dạ. Hiện giờ dạ. Tiên đang làm công việc gì? Dạ, hiện giờ thì em làm kế toán ở một công ty nhà nước. À, dạ. Chưa giờ có bạn trai gì chưa? Dạ, nhiều lắm chị ơi. Nhiều lắm? Dạ. Mà hiện tại giờ là không có chứ? Dạ, giờ không có. Dạ. Bạn gái bên kia nghe nói là có nhiều bạn trai lắm, bạn có lo không? Thì em cũng không lo, tại vì em cũng đã từng có nhiều người bạn gái anh Linh. Nhiều bạn gái? Dạ. Khoảng mấy bạn? Cả hai người, còn người mà em quen nhiều, chắc cũng cỡ chục người. Quen chục người hả? Dạ. Em đang làm nghề gì? Em làm ở phòng công chứng ở Ủy ban Nhân dân phường anh. À, bao nhiêu năm rồi? Được 4 năm rồi anh. Có công chứng hôn nhân gia đình không? Em cũng làm tốt hết anh. À, hôm nay bạn đến đây mong muốn điều gì? Mong muốn là tìm một người bạn gái, tính tình, hiền hòa, biết ứng xử tốt. Để mình hẹn hò mình có thể tiến xa hơn nữa. Tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì cũng bình thường thôi anh. Tiệm cận với nhan sắc của chị Cát Tường ở Thanh Bảo một chút. Có nghĩa là cao hơn chị Cát Tường một chút. Trẻ hơn chị Cát Tường một chút. Xinh hơn chị Cát Tường một chút. Gọn hơn chị Cát Tường một chút. Ý là chị Cát Tường mập á. Nghe anh ghê luôn trời. Dạ em xin lỗi chị Cát Tường, nhưng mà chị là từ cái chuẩn của em lên đó chị ơi nha. Phải không? Dạ. Rồi ngồi yên nó đi, tôi tìm người tôi làm mai cho. Cảm ơn chị. Dạ. Hồi nãy em nói là trước đây là mình cũng có nhiều bạn trai, nhưng tại dạ. Sao 3-4 năm gần đây lại không có ai là sao? Em rất là xinh, chị nói thật, rất là trẻ hơn so với tuổi nữa. Dạ. Tại vì em quen nhiều quá nó bị nhờn nữa chị. Cái thấy nản cái vợ lại không có muốn quen. Bị nhờn là sao em? Có nghĩa là em cảm thấy mình thất bại nhiều. Mình tìm hoài mà vẫn không có tìm được cái đúng cái đối tượng của mình đó chị. Nhưng mà tại sao em dùng cái từ thất bại nghe nó nặng nề vậy? Dạ tại vì em thấy thường á, mấy bạn bè của em thì nọ kiếm một người hai người xong ta cưới luôn chị. Cái mình kiếm hoài không được chị. Có gì đâu mà nản mà mình mua keo này mình bày keo khác chứ. Dạ thì giúp em bày lên chị. Đợt này là bày ở đây đó chị. Bạn gái bên này dễ thương lắm anh Linh ơi. Bên đây cũng dễ thương lắm. À nãy giờ nghe tiêu chuẩn bên kia rồi. Mình có tiêu chuẩn nào đưa ra không? Em không thích những người bạn gái mà thích như là bún bày nè, đua xe nè, bún lộn nè, chửi thề nè, hung dữ nè. Bạn cũng hài hước kìa. Thủy Tiên, em dạ. Có đặt ra cái hình mẫu lý tưởng của mình là người như thế nào không? Cao 1m7 trở lên. Gương mặt thì sáng sủa, ưa nhìn rồi sạch sẽ gọn gàng, không có tật xấu như là hút thuốc nhậu. Đàn ông uống một xíu cũng được mà. Dạ, uống chút xíu mà uống chơi vui bạn bè 1-2 chai thì được. Chứ đừng có quá xa đà thì là ghiền quá thì em lại sợ lắm chị. Rồi phải biết thương yêu, quan tâm, chăm sóc chiều chuộng em. Phải biết để ý từng ly từng tí những cái của em đó chị. Từng ly từng tí là sao em? Cái điều này nó khó quá. Đàn ông ta lo chuyện đại sự chứ ở đâu lo dạ. Theo để ý. Tại vì em nghĩ với một người mà yêu mình là người ta sẽ rất là quan tâm những cái sở thích. Cái món đồ ăn chẳng hạn. Biết em là không thích ăn gì và không biết ăn gì thì người ta sẽ tránh gọi những món đồ đó. Thì em nghĩ là có nghĩa là quan tâm đến mình một cách sâu sắc một tí. Dạ. Những cái yêu cầu bạn gái đưa ra vậy, bạn thấy sao? Em thì đáp ứng gần như là toàn bộ rồi đó. Quan trọng nhất là cái phần mà tinh tế, tỉ mỉ mà chăm sóc cho bạn nữ á. Thì người đàn ông thường thường họ có cái công việc của mình. Chỉ có những người mà không làm gì hết thì mới chăm sóc cho bạn gái từng ly từng tí thôi. Cái điều thứ hai nữa là bạn nữ có bao giờ suy nghĩ ngược lại là mình cũng phải chăm sóc cho người bạn trai mình từng ly từng tí đến mức là như vậy hay là không? Cái này mà cãi nhau thì là cũng mệt lắm. Nói chung là lại em hơi rung anh. Đúng không? Rung phải là không có tính là gì đâu rung. Lên TV phải rung chứ anh, trời ơi. Thôi bây giờ chị sẽ xem mặt dùm cho em nha. Coi là cao ráo như thế nào. Hay là mình có cái mẫu người lý tưởng nào mà em thích không? Dạ em thích anh Bình Minh chị. Rồi. Diễn viên Bình Minh thôi chị, đơn giản lắm chị. Đơn giản ha. Dạ chào chị Cát Tường. Nãy chê tôi dữ lắm phải không? À, khen chị. Cao nhiêu? Dạ 1m75 chị. Đứng lên coi cho đủ nó láo rồi sao trời. Nhan sắc em thì không cần phải quảng cáo đâu chị ơi. Nè rồi chị chịu chưa? Trên mắt chia tôi chịu. Ở đây chịu. Chịu chưa?
Dạ. Không dánh vậy? Thiếu ăn hả? Dạ không phải chị, cho em mình dây chị ơi. Liễu lự quá ha. Tự tin ha. Dạ. Thôi này dở màn lên là coi tôi vùi dập nè. Em sợ phụ nữ dữ lắm anh. Ý là em nói gì các từ dữ hả? Dạ. Coi mặt về mà đứng hình luôn, nói sao. Dễ thương, nói sao gì đâu dễ thương. Anh nói nghe, mình dạ. Nhìn, ôi trời dễ thương dạ, quá. Dạ, em ngưỡng mộ anh lắm luôn anh. Cảm ơn em, dạ. Em nói thích anh Bình Minh. Dạ, dạ thích Bình Minh mà em ngưỡng mộ anh là hai cái khác nhau anh ơi. Cảm dạ. ơn em rất là nhiều. Dạ. Bên đây thì rất là chân thành ha. Có cái tính hài hước cũng dễ thương lắm, mặc dù cũng đá xéo chị Cát Tường chút xíu. Vậy đi, cho chị em phụ nữ ta tâm sự nhỏ đi chút xíu. Chị có nó nói cái gì em cũng đừng tin, bởi vì chị đang có thái độ chưa tốt với bên anh bên đây của anh ha. Dạ chị. Vậy em tin chị hay tin Quyền Linh, em nói đi. Dạ kỳ hỏi khó quá à. Rồi bây giờ người ta kéo màn lên để cho hai người gặp nhau. Không tin tưởng vào bà Mai nè nha. Ngoài cái công việc ở phường ra anh còn có làm gì thêm không? Dạ em có làm thêm ở ngoài anh, có kinh doanh này kia đâu anh. Kinh doanh này kia là kinh doanh gì? Dạ, em có cho thay phòng trọ anh. Có mấy phòng? Nói chung cũng nhiều á. Vậy là ổn định về mặt dạ, kinh tế đúng không? Dạ. Vừa làm ở phường vừa phòng trọ thì cũng được rồi ha. Chúng ta có dạ chào em. Dạ chào anh ạ. Có làm giấy tờ gì đâu nha. Dạ em có gì hỏi anh trước không hay là anh hỏi trước em? Anh hỏi trước em đi. Em đói bụng chưa? Hồi hộp quá. Cho nên không có cảm giác luôn anh. Tôi thấy từ xưa giờ chưa ai chưa đi cua gái mà hỏi đầu tiên gặp mới gặp hỏi dạ. Đói bụng chưa? Em nói vậy cho bạn nữ bớt căng thẳng anh thôi. Vậy anh không hiểu gì hết. Rồi vậy để anh hỏi trước ha. Dạ. Trước giờ em đi làm thì em thấy trong công việc của em á, em tâm đắc cái điều gì nhất từ trước cho tới thời điểm này, cho tới thời gian này nè, thì em thấy là việc gì vậy? Em làm là có ý nghĩa nhất cho gia đình của em như vậy thôi. Rồi anh hỏi em chưa hiểu câu hỏi của anh hỏi em cái công việc xong rồi anh hỏi tới tâm đắc gia đình em không hiểu em, ý anh muốn là kết hợp với hai câu hỏi luôn em, anh trả lời thôi bây giờ anh hỏi từng câu một thì nó vậy dễ hiểu hơn. Ra lý lịch vậy gia đình trước đi nha. Vậy từ trước tới giờ trong gia đình em thì em thấy người nào là quan trọng nhất? Dạ cả nhà em thì ba mẹ em đều quan trọng cả. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ em có một anh trai. Trong nhà thì em thân với ba hơn là thân với mẹ hơn? Tình yêu đi. Dạ em thân với mẹ hơn. Rồi còn em muốn hỏi anh là anh nhà anh có mấy anh chị em? Anh có một người chị nữa, chị anh lập gia đình rồi và anh đang sống với mẹ anh. Còn gì nữa không em? Thế mà nói sao, hỏi tiếp đi. Vậy để anh ha. Dạ. Để anh chốt vấn đề lại luôn đi ha. Dạ. Anh nghĩ là hôm nay là thời tiết cũng rất là đẹp. Anh nghĩ đó là những cái điều kiện vô cùng thuận lợi để tình yêu sinh sôi nảy nở và phát triển. Anh nghĩ là chúng ta nên hẹn hò với nhau thử một lần. Chưa cảm nhận cái tình yêu, cảm nhận như thế nào, hai người nói tiếp đi. Đừng nói tiếp hả? Đừng có vô chốt thì hẹn hò. Tại anh nghĩ là chỉ có 2 phút thôi nên mới nói ngắn vậy thôi. Rồi 4 phút. Cảm ơn Linh. Từ trước giờ thật sự là em có bao nhiêu người bạn trai rồi? Này em nhiều quá không đếm được anh ơi. Anh thì dạ, anh không có giống em. Anh có ghi cái nhật ký lại. Dạ. Biết cái số chính xác là nhiêu nè. À thì đó là vậy. Cảm giác cô đó như thế nào với mình trong mắt mình? Anh cảm thấy em cũng là người rất là vui vẻ. Căn bề ngoài thì cũng tương đối khá rồi. Như vậy là cũng được rồi. Vậy mà cũng được thôi hả? Thứ hai là anh thấy em có vẻ hơi bị ngọt với anh đúng không? Là anh nói hơi nhiều đúng không? Dạ. Chắc là... Có lẽ là vậy đúng không? Trời ơi, có vẻ em bị ngọt trước anh. Anh hỏi là em không dám trả lời luôn. Bây giờ em hỏi là anh đi. Dạ. Bây giờ thấy ảnh là sao con? Gặp anh á thì em thấy anh cũng ok được, nhưng mà có vẻ anh hơi ốm quá. Dạ, em thích con trai mập xíu như anh Quyền Linh ấy là cũng được rồi. Có phải là em thích người mà có thể là một cái bờ da dưỡng chắc cho em, có phải không? Dạ. Anh nghĩ mình dựa vào ở cái yếu tố là tinh thần thôi. Còn mình muốn dựa thì mình ra coi tường mình dựa. Còn đẹp mình dựa. Không, tường cứng lắm anh ơi. Nghĩ sao mà tôi muốn dựa kêu là tường dựa. Nó nói mình đàn ông có gì nói anh ốm ốm chứ anh cố gắng chống đỡ cho em dựa chứ. Ai khi anh muốn dựa kêu là tường dựa không nổi. Em là dựa là dữ nhất trời nữa. Không, hồi nãy là tôi định chặt chém cái anh này nè. Nhưng mà nãy giờ tôi nghe nói chuyện có duyên tôi để cho nói. Em nói chuyện thật sự là rất là có duyên. Đúng rồi. Rồi hết giờ. Đặt tay ra sau nút nè.
Nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì mình nhấn nút. Yeah. Còn mình không hẹn hò thì mình không nhấn nút. Yeah. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao? Bạn gái không có đồng ý hẹn hò với bạn có buồn? Dạ em đã đoán được điều này chị. Lý do sao đoán được? Em cảm thấy là hai người chưa hiểu nhau thật sự. Em nghĩ là bạn ấy sẽ không bấm, nhưng mà em vẫn bấm. Thật sự em không có cảm thấy rung động hay cho mình một cơ hội gì được sao? Dạ, thì em nhìn đầu tiên là em phải có thiện cảm hoặc là một cái cảm xúc gì đó. Thì em cảm ơn em, đó là cái cảm xúc của em và dạ, người làm chương trình cũng rất là tôn trọng cái quyết định của em. Dạ. Dù sao cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và có những trải nghiệm rất là thú vị. Đây cũng là một kỷ niệm đẹp, đúng không? Dạ, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Ý cuối chương trình để bạn nam đoán thử coi năm nay em bao nhiêu tuổi. Nếu mà đoán trúng thì có thưởng. Thưởng sau đi anh nha. Dạ. Ở đây đông quá. Ủa thưởng gì mà đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ sẽ có những cảm nhận như thế nào về người bạn cùng chơi với mình. Kéo màn. Xin mời chàng trai. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Vũ Châu, 29 tuổi và hiện đang làm ở công ty A Kim. Là làm về gì bạn? Bên em là chuyên về in ấn với lại các sản phẩm quà tặng cho các doanh nghiệp. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường. Em tên Cẩm Nhung. Em hiện nay là nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên về hóa chất. Còn về tuổi tác thì chắc chị cho em giữ bí mật tí xíu. Tới cuối chương trình để bạn nam đoán thử coi năm nay em bao nhiêu tuổi. Wow, cũng rất là đặc biệt và hấp dẫn, đồng ý luôn. Dạ. Bây giờ em có thể giới thiệu về mình một tí, ưu điểm của em là gì? Em có quan điểm là cuộc đời này mình sống có một lần à. Nên thành ra là mình phải sống thật với chính mình và với mọi người. Cá tính thì mạnh mẽ, tự lập. Khuyết điểm của mình? Em là con một, nên thành ra là em hơi cứng đầu với bướng bỉnh. Nhưng mà bên trong thì lại rất là khá là yếu mềm, sống tình cảm. Đôi khi thì hơi con nít. Rồi, bạn nữ bên kia đã giới thiệu sơ về mình. Mình có thể nói một chút, quê bạn ở đâu? Dạ, em quê Bến Tre. Rồi bạn lên thành phố lâu chưa? Dạ, em lên thành phố nay được 13 năm. 13 năm cũng khá lâu rồi. Dạ. Rồi bây giờ lấy vợ ở thành phố hay về Bến Tre? Ở Sài Gòn, nhưng mà đến một cái lứa tuổi nào đó em sẽ về quê, dưỡng già. Già đó, chưa có gì đó, về dưỡng già rồi. Công việc như vậy thì ổn định chưa bạn? Cũng rất là ổn định. Bạn có nghĩ lúc nào đó bạn sẽ làm chủ một cái cơ sở nào đó? Dạ em xin phép được giữ bí mật, biết đâu sếp em nghe, sếp em thạch em sao? Nhưng mà nhiều bí mật cái gì? Đâu có gì đâu, sinh viên mà mình phát triển thì sếp ủng hộ có gì đâu. Dạ. Ưu điểm của em là gì? Em rất là vui vẻ, với lại biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Thông cũng rất là tình cảm. Cũng hay lãng mạn. Khuyết điểm? Em nóng tính với lại hơi gia trưởng một tí. Trưởng cái này hơi căng à? Dạ. Em chị thấy em rất là tự tin, rất là năng động. Em lại không có tự tìm được một người bạn trai cho mình. Chắc là do em cứng đầu nên là thích những cái gì đó nó khó. Em cứ đi thích người mà người ta không thích em không. Mà tình đơn phương của em cũng 4-5 năm. Đơn phương mà kéo dài tới 4-5 năm? Dạ. Sao kỳ vậy? Nói chung là phải tỉnh giấc thôi, tại nhiều tuổi rồi. Muốn đi tìm một cái gì đó, một cái cơ hội mới cho mình. Chính xác. Và mình đã chấm dứt cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng hơn nửa năm rồi chị. Mình đã thấy trái tim mình nó yên ổn chưa? Dạ cũng yên ổn. Bây giờ tiếp đón một cái mối tình mới được rồi ha. Dạ. Nhưng mà nó đây gia trưởng rồi nóng tính nữa, anh thấy được không? Gia trưởng một ít thì được anh, chứ mà gia trưởng quá thì chắc tại vì tiêu chí của em là em không thích gia trưởng. Bên đây là tao con một nữa. Rồi nóng tính thì sao? Nóng vừa vừa thì còn ok, chứ nóng mà nóng quá mà vợ mới vừa la lên cái ảnh la lên cái nữa là sao sống được anh. Bên kia là bướng bỉnh, bên đây nóng tính gia trưởng. Chà cái này căng lắm. Em thích cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người như thế nào? Nói chung là phải cao ráo, có da có thịt, nhìn thấy có duyên, phải đàn ông, có bản lĩnh. Bề ngoài thì trông lạnh lùng nhưng mà bên trong thì phải sâu sắc, phải sống tình cảm, biết quan tâm mọi người, ngoài lạnh trong ấm á chị. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Đã rõ. Bạn nghĩ thế nào? Cảm nhận thế nào?
Thật ra thì em thích bạn nữ, nói chung là mình cũng đừng quá hiền, mình phải biết phản ứng lại. Ví dụ có những cái nó không hợp lý thì phải phản ứng lại, chứ không phải là người khác nói cái gì cũng đúng hay là người khác nói cái gì cũng nghe. Tại vì em á, làm một cái việc gì em phải suy nghĩ rất là kỹ, rất lâu, và đôi khi đưa ra một cái quyết định. Thành ra em nghĩ là có thể là em quyết định không sai. Còn nếu ví dụ cái người đối diện mà có cái quan điểm khác cũng hợp lý thì có thể là em vẫn nhường, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, em sẽ nhường, nhưng mà làm xong rồi tới cái kết quả cuối cùng thì đó mình sẽ xem xét lại. Nhưng mà tính có khi nào đánh ai chưa? Dạ chưa. Nóng quá thì em làm gì cho hết nóng? Em im lặng và em đi mất thôi. Vậy nào hết nóng về, chọc em giận quá thì em sẽ nạt lên thôi. Vậy là xong. Rồi, như vậy được, để em xem. Bên kia chia sẻ mà bên đây bạn nữ là nhìn tôi và gật, mình thấy có vẻ là tâm đắc lắm đó. Em chào anh. Sao cảm nhận thế nào về những chia sẻ của bạn trai bên kia? Rất là thật thà. Nói chung là một người mà có cái có khả năng giữ được bình tĩnh, giữ được cái nóng của mình thì bạn ấy sẽ nhưng rất là nhỏ. Nếu em bướng bỉnh quá, người ta nóng quá thì em làm gì cho người ta bớt nóng? Nếu như mà thương quá thì thôi nhào tới ôm cái hết nóng. Cái đó là hay, cái đó là hay, cái là nhào tới ôm hung á. Rất là hay. Bây giờ trước khi chị qua coi mặt anh này cho em đó, thì em có điểm gì không thích? Nãy giờ thấy là toàn là tâm đầu ý hợp không à. Cái điều gì em không thích về cái người bạn trai của mình? Không gia trưởng, không tính toán, không nói nhiều, nói dai, không có lượm thượm, lừa nhét, đừng có hời hợt. Dạ, em không thích cái điểm đó. Em là cũng thuộc gọi là hơi khó tính á. Nhưng mà chị có cảm giác là hai người rất rất là hợp với nhau. Chào em. Hồi nãy giờ bên kia chị nghe em chia sẻ đó. Nếu là chị là cái bạn gái này, chị rất là ưng ý. Nhưng mà chị vẫn ngạc nhiên là tại sao, nguyên nhân em nghĩ tại sao em chưa tìm được bạn gái. Thực ra thì em cũng có trải qua một cái mối tình mà cũng rất là lâu, không đến được với nhau. Lâu là bao lâu rồi? Dạ là 8 năm. Wow, 8 năm. Thế mình chia tay bao lâu rồi? Dạ là hơn 1 năm. Vẫn câu hỏi cũ là bây giờ trái tim đã bình yên chưa? Dạ cũng thấy cũng bình yên. Dạ. Thấy cũng bình yên có nghĩa là chưa được bình yên. Thật sự là cũng chưa hoàn toàn, tại vì có những cái nó nặng quá, nó sâu quá. Nhưng mà vậy là ảnh hưởng đến cái người mới hay sao? Người mới đến tập gì thiệt thòi sao? Em nghĩ ai cũng có một cái quá khứ cả. Thì em hy vọng là cái người bạn mới sẽ chấp nhận cái quá khứ của em. Cơ bản là chị thấy hai người thường tương đối là hợp với nhau đó. Rồi cho hai người gặp mặt đi. Kéo màn lên. Các bạn có 2 phút bắt đầu. Anh chào em. Em chào anh. Hồi nãy em muốn anh đón em bao nhiêu tuổi đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi. Nếu mà đón trúng thì có thưởng không? Thưởng nhưng mà thưởng sau đi anh nha. Vậy ở đây đông quá. Ủa thưởng gì mà đông? Dạ. Em định thưởng cái gì? Nói chuyện có hai đứa em. Hiểu rồi ha. Dạ. Đông quá không dám đâu. Rồi tối về thưởng. Tiếp tục. Anh đón em khoảng 25 tuổi. Nếu như mà anh thua thì sao? Thì anh thưởng. Thưởng đây được không? Thưởng đây được không? Dạ được. Dạ đó, thưởng liền đi. Anh nói sai rồi. Rồi vậy anh thưởng đi. Không, phải biết kết quả mới được anh Linh. Thôi nói chuyện tiếp đi anh. Có khi tuổi mà sao khó dữ vậy. Anh sai thôi, anh gửi cho em nha. Dạ, rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Dạ thôi anh thưởng là quà. Dạ đó là thưởng đó. Wow. Em biết thế nào có câu hỏi để trúng thưởng à. Thì thôi anh thưởng em rồi thì em cũng nói luôn. Anh đóng sai rồi. Em năm nay 31 tuổi. Wow. Chắc thiệt không? Dạ chắc. Bất ngờ đó. Em cảm thấy sao? Thật sự là bạn trẻ hơn so với cái tuổi của bạn. Nhanh tay lên, thưởng lại cho ta đi trời ơi. 29 tuổi 31 có ngại gì không? Nhất gái lớn 2 gì trai lớn 1 mà anh Linh. Bây giờ để mô tả về em ngắn gọn nhất thì em nói về em như thế nào? Ngắn gọn xúc tích thôi nha. Ngắn gọn. Thật thà, chân thật, chất phát. Đúng không mà gật gật vậy? Thì em nghe và đón nhận điều đó thôi, chứ còn thực tế thì em phải kiểm chứng mới được. Từ từ kiểm chứng anh ha. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì anh có suy nghĩ tiến tới hôn nhân chưa? Mọi thứ nghĩa là đang sẵn sàng chỉ thiếu cô dâu thôi. Anh suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân như thế nào? Mọi thứ đều phải được xây dựng trên cái tình cảm thật sự, với lại sự dung hòa giữa hai người với nhau để có thể đi với nhau suốt quãng đường, chứ không thể nào một cái sự hời hợt được. Bạn cảm nhận người con gái trước mặt bạn như thế nào? Cái này chắc cho em nói với bạn riêng được không? Vậy? Cảm nhận thế nào? Cứ nói đi. Tiêu chí của em đặt ra thì em cảm thấy là đạt những tiêu chí đó rồi. Dạ.
Chị có điều hơi nhiều tuổi hơn em cũng hơi khó. Không biết em gọi chị hay là gọi em nữa. Nãy nói tụi tôi sao rồi thì nói khác. Hồi nãy em đó 25 thì em cứ nghĩ ta 25 đi. Vậy giống như chị Cát Tường, em sẽ nghĩ bạn 25 thôi. Ừ, 25 thôi. Giờ cho bạn em nè, giờ cho bạn em nè, chị lại coi. Em ơi, em thấy thế nào vậy anh, nói coi. Nhìn thẳng cái mắt coi coi sao, được không? Em cảm nhận như thế nào về anh? Nhỏ tuổi hơn dám kêu bằng anh. Anh nghĩ là anh có phải người chồng tốt không? Hơn thế nữa. Hơn thế nữa. Anh sẽ làm như thế nào để trở thành người chồng tốt? Thật ra thì nếu em là một người vợ tốt thì chắc chắn anh sẽ trở thành một người chồng tốt. Còn ví dụ như người ta không phải người vợ tốt thì sao? Thì chắc chắn em cũng không phải là người chồng tốt. Trời ơi, vậy tôi thấy không được. Không được, anh ơi, vậy là không được. Ừ. Anh thương thì phải dù người ta tốt hay không tốt, anh cũng phải thương chứ. Không, ý anh đây có nghĩa là nếu mà mình ở chung một mái nhà mà anh không giúp đỡ em để em thành một người không tốt thì dĩ nhiên anh là người không tốt. Ông nụng khôn mà cố luôn à. Anh cho em hỏi thêm câu, anh nói anh gia trưởng như anh có giúp, sau này anh có giúp vợ phụ giúp việc gia đình không hay không? Anh hay nghĩ công việc đó là nên chia sẻ em. Em có ngại về tuổi tác của ảnh hay không? Tuổi tác không phải là vấn đề chị ơi. Nhìn em già hơn bạn bên đó mà. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3 ta nhau cái coi. Okay. Ta nhau đi. Đúng rồi, ở đây luôn hả chị? Ở đây luôn chứ sao? Nóng, nóng tay. Nó nghe nó nói nghe nè. Hung chị cái coi. Căng quá lên. Cái này khó quá lên này. Không đi tôi có quà tặng nè, không có thưởng. Dạ thôi để sau đi chị. Sao là chuyện nào? Khi nào em có kết quả em báo với chị. Kết quả gì? Em làm xong rồi đó, giống như làm xong rồi xong? Nói với chị. Bạn cảm nhận như thế nào? Bạn có ngại, hồi nãy bạn nói khó đó, mình chưa có hỏi rõ, lúc đó có 2 phút thôi. Gia đình bạn có ngại không? Em nghĩ về gia đình em cũng không có khó lắm, tại vì mọi quyết định đều do em cả. Em nghĩ rằng tuổi tác không quan trọng đâu, nói chơi vui thôi. Quan trọng là trái tim của hai bạn như thế nào, có cùng chung nhịp đập hay không? Chúng ta có cùng đi chung trên con đường hay không? Chúc hai bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp và biết đâu tôi và Cát Tường sẽ nhận đầu heo của hai bạn. Rất là hy vọng chờ tin tức của hai bạn nha. Tại vì nãy giờ mình cảm nhận hai bạn là những người rất là chín chắn và đang tìm một cái tình yêu thật sự, một cái mái ấm cho mình. Thay mặt chương trình tặng cho hai bạn một cặp vé xem phim. Hai bạn đi xem phim và có cái gì nhớ báo cho tôi biết nha. Hồi nãy bạn mới hứa. Và nhớ là mình cứ mạnh dạn nắm tay vào anh em nha. Dễ hòa đồng với mọi người, không hút thuốc cũng không uống rượu bia. Hay là cái gì em hay bị quên lắm. Em bạn bè hay gọi là nam cá vàng á. Nếu mà nóng tính đất thì anh làm cái gì anh? La đấy em. Đừng có quýnh anh nè, em sợ quýnh đúng không ạ? Không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. Nào, xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi bạn. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Và xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Hoàng Thị Thanh Tâm. Sinh năm 1992 và em đến từ Đồng Nai. Và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp chính của em là nhân viên kế hoạch ạ. Bạn nam thì sao? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1990, quê quán ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang là nhân viên kinh doanh bán thiết bị công nghiệp cho công ty Hưng Phát. Em làm ở đâu em? Dạ, em làm ở quận 9 ạ. Quận 9 hả? Dạ vâng ạ. Là cũng trên thành phố Hồ Chí Minh luôn và hai bạn cũng là đến từ Đồng Nai. Có nghĩa là bạn đang sinh sống ở Đồng Nai hả? Dạ, hiện tại em với gia đình cũng chuyển lên quận 9 rồi ạ. Cũng sát bên nhau mà. Dạ. Không có lo điều đó ha. Dạ vâng. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì hiền. Dễ hòa đồng với mọi người. Không hút thuốc, cũng không uống rượu bia. Em có tật xấu gì không? Dạ, em thì hơi nóng tính ạ. Anh cho em hỏi xin. Nếu mà nóng tính đó thì anh làm cái gì anh?
La đấy em, anh nóng tính anh la dữ lắm luôn. La lên thôi chứ anh cũng không có để bụng. Đừng có quýnh anh nha, em sợ quýnh lắm ạ. Đối với phụ nữ hay là trẻ em rồi thì anh cũng không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. La là cho nó hết thôi chứ la lên cho nó hết rồi. Yên tâm mà. Bạn nữ nè, bạn nói về dạ, cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi. Em cũng có biết nấu ăn nữa, một chút nấu ăn. Em cũng yêu động vật và yêu trẻ con. Em cũng có thể nói chuyện được với cả người lớn nữa. À, còn điểm yếu thì cũng nhiều lắm. Cái việc nhỏ nhặt như là chìa khóa hay là cái gì em hay bị quên lắm. Nên bạn bè hay gọi là não cá vàng á chị. Dạ. Não cá vàng. Dạ. Não cá vàng là một cái từ rất là dễ thương á. Của tụi teen bây giờ đó Vân, không có gì đâu. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, thì ngày xưa thì em có một mối tình. Còn bây giờ không có đúng không? Bây giờ không có. Mối tình đó lâu không? Cách đây gần 3 năm rồi. Em quen nhau khoảng 1 năm. Có sâu sắc lắm không? Nói chung là em quen trong quá trình 1 năm đó thì hai người cũng không có tương đồng quan điểm ấy. Thì dẫn đến là bọn em là chia tay ạ. Còn em thì sao? Dạ thì em nghe anh bên kia thì em thấy em cũng na ná giống vậy luôn á. Dạ. Có nghĩa là có mấy mối tình rồi? Một mối tình đơn phương. Dạ thì lúc đó em nói chung là cũng trẻ trâu lắm, cũng mạnh dạn tưởng người ta thích mình, ảo tưởng sức mạnh cái tỏ tình không thất bại. Thất bại ở anh Đăng Phương. Thôi pass qua đi, pass qua cái dạ, đó đi. Ừ. Còn mối tình thứ hai thì cũng có tiến tới là có thành một đôi luôn á. Nhưng mà... Bao lâu? Trong bao chỉ lâu? Được có 3 tháng. 3 tháng thôi hả? Dạ. Lý do chia tay? Dạ, lý do thì lúc đó em về em có báo bố mẹ tại thật sự cũng là vui tại vì lâu rồi. Nhưng mà tại vì anh nó bên đạo và bố mẹ em thì lại không thích bên đạo. Nên lúc đó em nghe lời bố mẹ nên cũng... Là chia tay? Dạ, chia tay. Là bao lâu rồi cưng? Năm 2017 ấy. Ồ, bạn kia cũng 3 năm đó. Có vẻ đi lạc hơi bị lâu á. Bữa nay hết lạc rồi ha. Dạ. Gặp nhau biết đâu chúng ta sẽ cùng đồng điệu và phát triển cái mối quan hệ đó trở thành một cái hạnh phúc của riêng mình nha. Dạ. Bạn trai bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao khoảng độ 1m58 đến 1m6. Rồi. À, anh 1m55 được không anh? Được ạ. Cái đó là người ta chỉ... cái ước mơ này thôi ước ha. Mơ à. Gặp mà thương nhau 1m51 cũng được. Dạ 49 cũng được. Rồi gì nữa em? Dạ tính tình hiền lành, có một số tài lẻ như nấu ăn, đi làm cả ngày đi làm mọi người ăn cơm ở ngoài á thì em cũng muốn có một cái bữa ăn gia đình buổi tối. Dạ em cũng thích nấu ăn. Dạ chào em, chào chị Hồng Vân. Trời ơi dễ thương quá. Em có cần bạn gái em phải đẹp, da trắng? Dạ không, da em cũng ngâm mà chị. Thì đó, em cứ được quyền ước mơ. À, cũng nhìn qua chị Hồng Vân thì chắc bạn đó cũng... Trắng lắm. Trắng. Trắng hồng. Trắng hồng. Trắng hồng không hồng. Nên mình trắng hồng tại mình đánh má hồng đó cưng. Dạ. Còn em sao nè? Em mình dung cái bạn nam bên đây sao? Mọi người lý tưởng của em á, em mong là anh ấy cao hơn em. Cao khoảng 1m68 trở lên. Khuôn mặt thì nhìn hiền lành và chín chắn. Dạ, được vậy là được rồi ạ. Như thế là được rồi đúng không? Dạ. Bên đây hiền lành, tốt tính. Bên đây cũng rất là tốt tính, hiền lành. Bên đây hơi la sản. Nóng trên la, nãy mới nói mà. Gào lên là hết rồi. Gào lên là hết chị. Ừ. Không chưa có đầy bụng. Khi gào 2-3 lần mới hết. Rồi, để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao nha. Dạ, em chào anh. Chào em gái dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Đừng gia trưởng. Gia trưởng? Dạ. Hiền khó gia trưởng lắm. Nhưng mà đừng có hiền quá, mình vẫn phải có chính kiến hoặc là mạnh mẽ trong những trường hợp để có thể mà em có thể dựa dẫm những... Vai bạn này chắc nịch à, em yên tâm. Bạn yên tâm đi, nói chung là nhìn bạn này rất là có duyên ha. Anh là con trai mà anh nhìn bạn này anh có cảm tình đó. Dạ. Ha. Anh cũng hay nhìn trai có cảm tình đó. Biết nhiều lúc coi lại anh cong hơi thẳng nữa. Em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi đến với lại em họ của em và hai người bạn thân của em. Bây giờ nhà gái có ý kiến xem nào. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào anh bên đây với cả tất cả khán giả ở trường quay ạ. Từ em xem từ đầu chương trình tới giờ thì em cảm thấy anh bên đây thì rất là hiền lành, vui vẻ, thân thiện, có nét tương đồng với chị em. Bởi vậy nên là em mong là sau chương trình thì hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em rất mong là có một happy ending ạ. Anh cảm ơn. Hay quá. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và toàn thể công ty. Chào chương trình ạ. Tôi tên là Bùi Thị Sinh. Tôi là mẹ cháu Thành. Cháu này thì bác nhìn thì cũng xinh, hiền lành, dễ thương. Thôi thì mong hai cháu cho nhau một cơ hội bấm nút ạ. Dạ rồi, cảm ơn mẹ. Mẹ hiền như sàn ha. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt.
chào anh. Dạ. Nói không nổi đó, nói không nổi đó. Bình tĩnh. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Em nghe không? Hôm nay thì anh có duyên nhờ chương trình được gặp em. Con gấu da nó cũng giống da anh mà nó cũng mập như anh. Cho nên anh quyết định anh chọn cho em thì hy vọng là chắc chắn là chúng ta có cơ hội là bấm nút và có cơ hội tìm hiểu nhau. Cho nên anh hy vọng là con gấu này thì nó sẽ là người bạn đồng hành với em là trong cái thời gian mà ví dụ như không có anh bên cạnh. Dạ. Trời ơi, đáng yêu quá. Dạ, em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn. Đây, anh có thể mở ra xem được không ạ? Anh có thể... Dạ, trùng hợp là... Rất là đẹp ạ. Cũng là con gấu luôn. Dạ. À, đây... con gấu luôn hả? Dạ, hình dạ, con vâng. Gấu luôn. Dạ, đúng rồi. Con gấu bên kia là Tan và con gấu này đó chị Hồng Vân. Dạ, cái này thì em tặng là với mục đích là anh sẽ sử dụng nó hàng ngày, giống như là uống nước, để mỗi lần mà anh nhìn thấy nó thì anh có thể nhớ ý tới là em được người tặng. Chắc chắn. Hai bạn này có nhiều cái đồng điệu ghê rồi. Thật sự bạn trai tặng gấu to, còn bạn nhỏ tặng gấu nhỏ, ý là muốn có con gấu con. Không biết là trong tưởng tượng của em thì khi mới gặp anh như thế nào? Dạ thì đúng là mọi người nhận xét đúng là anh nhìn rất là có duyên, có khá cảm tình với anh, tại vì anh nhìn khá là hiền và em thích những người như vậy. Chắc chắn là anh sẽ không hiền quá. À, đúng rồi. Dạ, em cũng... những lúc nào mình cần gồng là mình phải gồng lên. Dạ. Quan điểm của em trong tình yêu như thế nào? Duyên đến thì do trời, nhưng mà bên nhau thì là do người. Có nghĩa là ông trời đã cho mình cái cơ hội mình gặp nhau, nhưng mà mình có ở lại với nhau, mình có bên nhau được hay không á thì là do tình cảm và do tính cách của mình muốn nữa. Em rất là tâm đắc cái câu đấy. Yeah. Tiêu chí của anh thì ví dụ như quen mà chúng ta hẹn hò mà thấy hợp tính, đến được với nhau thì trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm. Anh cũng không biết là tương lai thì có tạo cho em một cái cuộc sống giàu sang hay không. Yeah. Nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ bảo vệ em. Trời ơi. Câu chốt hả? Anh sẽ che chở. Còn gì để nói nữa? Anh sẽ bảo vệ được em là chốt hạ. Còn quan trọng suy nghĩ của bạn gái, bạn sẽ trả lời bằng nút bấm. À, dạ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. Bởi vì á, mình thấy ở đây rất là hợp lý luôn. Hai bạn rất là hợp với nhau. Nào, để tay vào nút bấm. Nào, nếu các bạn quyết định thì sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ bấm nút. Nếu không quyết định, không cần bấm. Một, một, hai. Ba. Bấm rồi. Trời ơi, giật mình. Bấm mà không ăn. Không bấm chậm vậy. Em bấm mà không có anh. Hả? Em bấm mà không đúng có anh đúng không? Bấm mà nó không nào, có vô luôn á. Hãy nắm tay nhau và bạn gái muốn tặng gì đó. Dạ. Nắm tay nhau chặt vào. À, dạ, tại em cũng có chuẩn bị một món quà tinh thần cho anh. Đó là một điệu nhảy. Dạ, nhưng rồi. Mà có thể cho em tháo giày đúng không? Tại vì cái nhảy... Tháo đi, em tháo đi, miễn dạ. Em nhảy đẹp thôi. Trời đó thôi, ôi trời dạ. Ơi. Còn biết tháo không đó? Tháo được mà có ráp được hay không mới quan trọng. Rồi cả hai đứa nó cùng không tháo được giày luôn, nó rối quá rồi. Dạ được rồi, em cảm ơn.
Mang giày lại đi. Dạ. Cái này giống cảnh trong phim Hộp Giờ Mặt Trời á chị. Ừ. Em từng mơ đúng không? Từng mơ được, bữa nay là em có được ước mơ sự thật luôn đó. Cô hoàng tử mang giày cho em rồi đó. Dạ rồi. Hai. Nắm tay nhau đi các bạn. Có gia đình hai bên đó, bạn trai nói gì đi, hứa với gia đình. Và xin phép bắt đầu để tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép cô chú, con quen một người, chỉ quen một người thôi, con không có quen người thứ hai. Cho nên trong quá trình quen thì cô chú cứ yên tâm, con hứa là sẽ bảo vệ em. Em nói gì với mẹ đi. Dạ, chào bé, con cũng có cảm tình với anh Thành. Thì cũng mong là con cũng sẽ có một cái phúc đẹp. Dạ, cảm ơn mẹ. Bây giờ Thành làm thủ tục đầu tiên đi nào. Dạ. À, con xin phép cô chú và xin phép em hôn bạn. Hôn đi, hôn đi. Trời ơi, vén tóc rồi ha. Vén tóc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một tiếng nói chung và tất cả đều là chung hết ha. Em cảm ơn anh Quyền Linh. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc em hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Bảo vệ suốt cuộc đời nha. Em nhắc cảm chứ có mối tình nào. Em chưa có mối tình. Em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng thể. Và cuối cùng là em đã hết hứa. Em sẽ chăm anh. Anh có cơ hội anh mặc cười em. Chứ vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta tiếp tục đi chứ. Tiếp thôi, bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì. Mời nhà trai. Rồi, mời anh ngồi. Mời nhà gái. Ngồi đi em. Thôi xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Bạn gái bên kia cùng quý khán giả đang có mặt trong phòng quay. Em tên Võ Phương Mỹ, sinh năm 1970. Hiện em ở Bình Thạnh. Quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. 70 là hôm nay là 50 tuổi. 50 tuổi rồi. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn trai anh, bạn tuổi. Trai bên kia. Em tên là Đặng Vũ Mỹ Duyên, em sinh năm 1974. Em ở quận Tân Phú. Hiện giờ thì em đang làm kế toán. Rồi em nói về mình một chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì em chân thật, tính chung thủy, em vui vẻ, dễ hòa đồng. Điểm yếu của em thì em cũng hơi nóng tính, thì em nhát trai. Em nhát trai hả? Em trai dễ thương gì có gì đâu. Nhưng mà giống như em thích cái người nào á, cái tự nhiên em cúp điện. Thành ra bây giờ em mới lên chương trình, nhờ chương trình gãi gấp giùm em. Để đó tụi chị lo. Rồi còn bạn bên kia. Dạ, ưu điểm em là hiền, chân thật, chăm chỉ và có trách nhiệm. À, điểm yếu em là hơi chậm và ít nói. Hơi chậm ít nói, thoải mái lên nào. Thoải mái lên. Hát bài nào đó đi cho nó thoải mái, nó sung lên coi. Dạ, bài Sai Lầm của anh. Hồi đó về sai lầm nhiều lắm hả? Dạ, không. Rồi, bắt đầu, 2, 3. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đời mới. Còn muốn ấp ôm em heo cả cuộc đời mà
mà anh con chưa nói à, đó, đó. Xỉu luôn rồi trời ạ. Chào em. Dạ em ơi. Dạ thôi qua đây coi. Dạ. Sao làm gì hồi dạ, hộp chào dữ chị vậy? Hồng Vân. Ừ, sao hồi hộp vậy? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình. Em chưa có mối tình. Em chỉ tình đơn phương với tình bạn bè. Trời ơi. Tình đơn phương thôi. Dạ, tình đơn phương được bao nhiêu năm? Cũng 2 năm rồi. Rồi 2 năm là coi như em dứt luôn. Dạ. Ừ, không còn đơn phương người ta nữa. Dạ dạ. Đúng không? Trời ơi, 70 mà không có mối tình nào hả? Dạ. Bây giờ cái mối tình đơn phương đó cũng không có nói được gì luôn. Dạ. Có bao giờ nắm tay con gái chưa? Cũng có lắm. Có cảm giác gì không? Thì cũng có cảm giác rung động nhẹ nhẹ. Rung động nhẹ nhẹ. Dạ. Mà chuyện đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 10 năm. 10 năm lúc dạ. Đó là em 40 tuổi. Dạ. 40 tuổi mà em vẫn nhát như vậy luôn á hả? Dạ. Con này nhát quá, thoải mái lên nào. À, tụi anh nói như thế để gọi là cho bạn mở lòng ra ha. Đúng bạn rồi. Nói nhiều hơn nữa để ta rồi. Hiểu bạn nhiều hơn thôi. Đúng rồi. Bạn ở nhà với ai? Dạ em ở mẹ với ba chị lớn. Ba chị lớn, nhà có con trai không? Có con trai mà em út. Có gia đình hết có, chưa? Có gia đình rồi. Rồi. Mình ở với mẹ, mẹ có mong muốn lấy vợ không? Dạ cũng muốn em có vợ. Thôi cố gắng lên ha. Dạ, bây dạ. Giờ mình hỏi để bên kia người ta hiểu hơn với mình nha. Ừ. Để bây coi giờ, đàn gái coi. Bây giờ dạ. Mối tình này, tình duyên. Rồi chào em gái. Dạ. Hỏi tình duyên của bạn. Mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình nữa. Đứng hình nữa. Em có đơn phương không? Dạ có. Có đơn phương. Có nắm tay đàn ông chưa? Dạ có. Có hôn đàn ông chưa? Dạ chưa. Chưa có cảm giác nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ chưa. Hai người này lạ ta. Là coi như hai người này là nếm gì chưa đập thùng đó. Hàng còn nguyên thùng đó phải không? Cả hai đều trinh nguyên. Chà mệt ạ. Mệt á. Bởi vì họ nhát quá. Bây giờ em muốn cái người yêu lý tưởng của em, cái mẫu hình như thế nào? Là mẫu người đàn ông của gia đình anh. Đây là gia đình đó, đây là chăm sóc bảo đảm em luôn. Đây là rất nhẹ nhàng, có thể chăm sóc rất là kỹ luôn á. Dạ, có việc làm ổn định. Việc làm ổn định. Ổn định không? Dạ em ổn định. Rồi, ổn định luôn. Anh thấy là anh này là được đó. Dạ. Thì em, dạ, em nói là em có một lời hứa là em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng rể. Mà bố mẹ em bảo là đợi lâu quá, nhanh nhanh lên, mẹ đợi không được nữa đâu. Và cuối cùng là em đã thất hứa. Trời ơi, thấy thương không? À, em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn gái đó hiền đảm đang. Hiền đảm đang. Có trách nhiệm với gia đình. Quá trách nhiệm luôn. Có lòng chung thủy. Đây là chung thủy đó, ta ở tới giờ này là chung thủy lắm rồi đó. Đâu, bạn vừa khẳng định là bạn chung thủy mà. Ừ, đây là hết cỡ chung thủy luôn rồi đó. Dạ. Tới giờ mà chưa có bồ là dữ lắm rồi đó. Dạ. Dược cũ này hiếm lắm, còn gì nữa. Dạ. Vậy là được rồi đó. Vâng, nghĩ là hai bạn này phải cho hai bạn gặp nhau. Đúng rồi. Nhiều đi và dành thời gian riêng cho hai bạn nhiều. Thành ra bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình trước đi. Em đi với ai? Em đi với lại anh em. Rồi, chào anh. Xin chào khán giả trong trường quay, cũng như là khán giả đang coi chương trình. Xin chào hai MC. Xin chào chàng trai bên đây. Tôi là anh cô cậu của Mỹ Duyên. Thì Mỹ Duyên á, thì nãy giờ nói thì chắc mọi người cũng biết rồi. Và khi mà đã quen biết rồi thì nó rất là quậy. Nhưng mà tới một cái môi trường lạ thì nó lại nhát. Còn nói về chàng trai bên này á, đây là một người đàn ông chân phương, chân chất. Riêng đối với anh ha, riêng đối với anh, trước mắt anh duyệt. Và nhân đây thì tôi cũng xin có lời cảm ơn chương trình đã tổ chức ra cái buổi gặp mặt như vậy để giúp đỡ cho rất nhiều bạn. Và hôm nay chúng tôi vui mừng vì chính em chúng tôi cũng được chương trình tạo cơ hội. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chị trai đi với ai? Đi với người em đồng nghiệp làm chung công ty. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp lâu năm với anh Mỹ. Dạ, còn nói về anh Mỹ thì nếu mà ưu điểm thì em chỉ nói gọn thôi. Hiền, rất rất hiền.
Dạ, còn bên chị cùng chơi thì em thấy chị cũng được gia đình ủng hộ nhiều, thì em cũng mong muốn là hai anh chị sẽ tạo điều kiện cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn, đồng cảm với nhau và cùng nhau đi đến cái kết tốt đẹp nhất. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Rồi bây giờ hai bạn chuẩn bị nha, chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Cố lên, mở rào. Bắt đầu đi Mỹ. Chào Duyên, dạ. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chai nước hoa của nữ. Dạ. Một cái cân mini. Dạ. Dùng để đi chợ đi kiểm tra hàng mình mua có đủ khối lượng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng có một món quà tặng anh, hy vọng là món quà này anh thích. Nếu như mà anh không vừa thì em sẽ giúp anh ôm bớt. Hoặc là nếu mà anh mặc rộng quá, em sẽ chăm anh để anh có cơ hội anh mặc vừa áo. Cảm ơn em. Dạ, áo cảm ơn. Mở ra coi cái màu có phù hợp không. Ồ, cái màu ngọt ghê luôn á. Rồi, để đây đi mà Mỹ. Thôi, Mỹ với Duyên, mình cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận em về em thế nào? Em, anh mới gặp em lần đầu thì nhìn em cũng dễ nhìn. Anh muốn hỏi là em đang làm cái ngành nào? Em thì hiện giờ là em làm ở nhà thuốc Tây. Anh là làm công nhân cơ khí cho công ty chuyên sản xuất cân. Em Mỹ Mỹ. Dạ. Có rảnh em tặng chị Vân cái cân chơi. Cái gì vậy trời, cái gia đình tôi là không có cái cân tồn tại ở trong nhà. Ai mua cân á là tôi cất vô kho. Mà anh nghĩ Duyên về, nếu mà về ở chung với gia đình anh thì chắc chị hai rất thích Duyên. Thì chị dạ. Hai á, anh chỉ là làm điều dưỡng trong bệnh viện ung bú. Dạ. Mà chị bây giờ đã về hưu rồi. Dạ. Chị có gia đình không anh? Chị không có gia đình. À, không có gia đình. Em thì em ở với em trai. Bố mẹ em mất rồi. Em trai em thì sắp tới cũng lập gia đình. Thành ra tự nhiên em thấy em lẻ loi có một mình em cô đơn chính trong căn nhà của em. Phải có, sẽ có người ở trong ngôi nhà đơn chiếc của em nha. Dạ. Là anh Mỹ đó. Dạ. Em thấy sao? Em có thể là cái người đàn ông vững chãi đó không? Em thấy em lớn tuổi và em cũng muốn có người bạn gái để bầu bạn tới tuổi già. Đúng rồi. Thôi, anh thấy là bây giờ mình không cần phải nói chuyện tình yêu gì nữa trơn, bởi vì hai người cũng đã trễ rồi. Đúng cũng rồi. Lớn rồi. Đúng mà rồi. Cần gấp luôn. Đúng rồi. Bây giờ bấm quyết tâm đi. Bấm nút đi. Bấm nút đi ha. Nha. Được dạ. Không? Bấm không? Dạ bấm. Bấm vào đây bấm, còn bên kia biết bấm hay không? Có bấm không? Dạ, em bấm. Rồi, bên này ta bấm, bên này bấm luôn rồi. 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 Tôi không bấm. Hỏi còn thủ tục. Thì tôi không bấm, cho nó vô màn hình để bấm mà. Đi, bấm đi, bấm đi. Đây. Hỏi em biết. Tục. Bắt. Bên kia mình bấm. Rồi, bấm nè. Cặp này là phải làm nhanh. Đúng rồi, quá trời rồi. Mà càng nhanh càng tốt, không có thủ tục gì nữa trơn á. Dạ. Ha, ta nắm liền thấy không? Cậu vô nhào vô nắm liền luôn. Hùng cái lấy tinh thần ơi. Hùng hai bên luôn. Đó. Thế nào bây giờ là đứng đây. Hai người ôm nhau chặt cái coi trời ơi 50 năm rồi. Đứng đây nè. Đừng có ngại rồi. Ôm vô, ôm chặt vô. Rồi, miết vô Hùng. Đó. Chặt luôn để đó, để đi Nguyên, để quá. Trời, nắm hoài không buông luôn ha. Không buông mà không thấy buông. Thấy sao cảm giác sao? Dạ cảm thấy ấm áp đó. Cuộc sống phải cần ấm áp thế này nha. Rồi dạ. Chúc mừng hai em dạ. Nha. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Em quà nói gì với bạn gái đi. Hứa suốt đời chung thủy với em. Vậy đó. Sớm tổ chức đám cưới và em. Cảm ơn em dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn
đăng ký kết hôn Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, nắm tay đi đi. Nắm tay đừng có buông rau ra. Nhớ đừng buông tay em trai ra nha em gái. Dạ. Trời, cầu mong họ cưới nhau sớm. Thiệt luôn á, Vân cầu ghê luôn. Rồi, chúng ta tin chắc một ngày mai hạnh phúc sẽ đến với tất cả những người phụ nữ tương lai và sẽ đến với những cặp đôi trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và để lại xem lại chương trình, quý vị có thể vào kênh MCV và nhấn subscribe hoặc là cổng thông tin Lớp TV. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Còn bây giờ, Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Nhất trăm người già trẻ em. Một là rất hiền, hai là nhiệt tình, ba là không thuốc. Người đồng thì con gái đi cưới trai hả? Dạ, con trai đi cưới gái ạ. Theo phong tục bên em á, thì đối với nữ thì nữ đi cưới. Mình cũng nghĩ là người con gái đó là phải có cái cư xử ứng xử linh hoạt và biết cách cư xử cho nó hài hòa hợp lý. Tính em nó cũng có lúc thì sẽ chồng, có lúc thì cũng vui, nên là em cũng mong bạn có thể thông cảm được. Nghĩ là bạn cũng là hay vì hay ở cái gọi giỏi. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam.